sau khi dùng máy đánh vảy cá Takyo TK-500. Cá rất là sạch vảy. Chào các bạn, xin giới thiệu cho các bạn chiếc máy đánh vảy cá TK-500. Chiếc máy này thì phù hợp với các cửa hàng hoặc là quán ăn có công suất lớn để đánh các loại vảy cá. Sau đây thì tôi xin giới thiệu chi tiết cho các bạn xem. Đây là chiếc máy của chúng ta. Đây là bảng điều khiển. Trên bảng điều khiển thì có mặt đồng hồ điện tử giúp chúng ta có thể cài đặt thời gian đánh vảy cá. Đây là chúng ta có thể cài đặt thời gian. Thời gian này thì chúng ta có thể cài đặt tính theo giây. Như các bạn thấy đây là 040 thì các bạn sẽ cài đặt là 40 giây. Đây là đèn báo nguồn. Đây là công tắc để đánh vảy cá. Đây là công tắc để đẩy cá ra. Và đây là nút dừng khẩn cấp. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu bên trong cho các bạn. Đây là bên trong máy. Máy thì có 5 tu lô để đánh vảy cá và 2 mặt sàng ở bên ngoài. Với 5 tu lô này thì các bạn có thể đánh vảy cá sạch hơn, tốt hơn. Và đây là cửa ra của cá. Cái máy đánh vảy cá TK-500 này thì có motor công suất là 2,5 kW và được bảo hành toàn quốc trong vòng 12 tháng. Và sau đây thì tôi sẽ test đánh vảy cá lóc cho các bạn xem. Sau khi chúng ta đổ cá vào, chúng ta sẽ cài đặt thời gian cho máy làm việc. Đối với cá lóc thì thời gian máy chạy sẽ là 90 giây. Chúng ta hãy cùng cài đặt lên. Chúng ta có thể nhấn các nút này để tăng giảm thời gian. Và đây là tôi đã cài đặt là 90 giây. Thì sau khi hết 90 giây thì máy sẽ ngưng hoạt động. Tiếp đó thì chúng ta sẽ nhấn công tắc cho máy hoạt động để đánh vảy cá. Sau khi kết thúc 90 giây thì máy sẽ ngưng hoạt động. Và bây giờ chúng ta cùng mở cửa xả và nhấn công tắc để cho đẩy cá ra. Và đây là thành phẩm của chúng ta. Sau khi dùng máy đánh vảy cá Takyo TK-500, cá rất là sạch vảy.